tội. Còn nếu như căn nhỏ thì chúng ta không cần thiết phải khóa căn. Tất cả công dịch thì đã đúng. Đúng chưa ạ? Rồi nghe giúp. Khi chúng ta di chuyển, nghiêm cấm các bạn làm hành động này. Nghiêm cấm, nhìn hành động nghiêm cấm có nghĩa là chúng ta không được làm. Tất cả nhìn về phía giáo viên. Rồi chúng ta cùng đi, hạ thấp trọng tâm, lấy tay che mũi miệng, rồi đi, di chuyển. Trong quá trình di chuyển mà ai làm thao tác này là sai nha. Nhanh lên, đi nhanh. Đi nha. Có được đẩy bạn lên trước không? Có hay không? Tuyệt đối không được lấy tay chạm vào lưng bạn lên trước. Giữa các bạn phải có khoảng cách. Được chưa ạ? Được không? Bây giờ mời 5 bạn di chuyển lên đây. Chúng ta sử dụng thang kê mũi miệng mê sát tường và chúng ta di chuyển. Rồi phát cho mỗi bạn thang kê mũi miệng.